Ngày 11 tháng 12 tại thành phố Yên Bái, Cục An toàn Thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng năm 2020 cho cụm mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng số 2. Với chủ đề điều tra xử lý tấn công hệ thống dịch vụ quét và phá hủy dữ liệu, tham gia diễn tập các cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin công nghệ thông tin đại diện của các đơn vị thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia khu vực cụm 2 gồm các tỉnh Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên và Yên Bái đã xử lý các tình huống cần phối hợp ứng phó với các sự cố tấn công mạng với các biện pháp như cung cấp, hỗ trợ xử lý các sự cố liên quan đến an toàn an ninh thông tin và các cuộc tấn công leo thang để các bên liên quan xử lý khắc phục, thực hiện điều tra truy tìm dấu vết bằng chứng số liên quan đến sự cố, tư vấn cho các cơ quan đơn vị bị ảnh hưởng biện pháp khắc phục nhằm giảm thiểu và phòng ngừa sự cố, tổng hợp báo cáo về sự cố, các dấu vết bằng chứng số về các hành động thực hiện của kẻ tấn công. Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhằm nâng cao năng lực của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia theo đề án, đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Chương trình diễn tập tạo cơ hội thực hành xử lý tình huống, đồng thời là dịp để các cán bộ kỹ thuật gặp gỡ, trao đổi, phối hợp cũng như tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng ứng phó xử lý sự cố, tạo tiền đề để các thành viên trong cụm mạng lưới triển khai hoạt động diễn tập nâng cao năng lực ứng phó, xử lý sự cố và tăng cường phối hợp trong mạng lưới trong các năm tới.